Họa sĩ Thái Lan Uttaprom Nimalakai, 33 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Silaprakorn tại Bangkok, vừa ra mắt bộ tranh 3D đầy ám ảnh được vẽ trên những chiếc mùng lưới. Trong lần tình cờ phát hiện một vệt sơn trên mùng, họa sĩ đã nảy ra ý tưởng cho bộ tranh đầy ám ảnh này. Anh nhận ra nhiều lớp mùng sẽ tạo ra độ sâu cho bức tranh của mình. Các tác phẩm nghệ thuật nhờ ảo giác đánh lừa nhận thức, khiến chúng trở nên ảo dị và vô cùng rùng rợn. Hình ảnh những khuôn mặt và con người u buồn kết hợp với kỹ thuật vẽ tranh 3D trên lớp vải mùng càng làm cho những bức tranh vô cùng kinh dị và ám ảnh.